Và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình văn nghệ chi buồn tăng quý tiền đây, xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca của một người nghệ sĩ rất nặng ký thưa quý vị. Nếu như quý vị nào đã từng yêu mến qua phần biểu diễn duyên dáng dễ thương của danh hài Minh Béo, thì hôm nay tại tư gia của sư phụ đại danh cầm Văn Hải, biết được quý vị sẽ được gặp gỡ một người anh em bạn gì của Minh Béo. Hân hạnh giới thiệu quý vị tiếng hát của một người sĩ rất nặng ký, đó là nam nghệ sĩ kim nhạc sĩ Đức Béo. Trân trọng mời bạn. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, đêm nay là đêm thứ tư. Minh Đức cũng hay tin là chú Văn Hải đã rời xa tất cả chúng ta mãi mãi. Nhưng alo, nhưng trong lòng tất cả những người mẫu điệu yêu mến thì vẫn còn in đậm trong lòng những ngón đàn tài hoa của chú đã để lại cho đời, mà thế hệ sau thì khó ai để mà sánh kịp công trình của chú để lại. Thì thôi, đêm nay Minh Đức cũng đến đây để viếng chú, cũng mong chú Văn Hải sớm được siêu sanh nơi miền cực lạc. Và để đóng góp chương trình văn nghệ, Minh Đức xin gửi đến ba câu của cố soạn giả Diễn Châu. Bài hát được mang tên Giây Phút Ngậm Ngùi. Mười mấy năm xa xưa là mười mấy năm lòng sao suy bâng khuâng khi ra đi đường lúc tuổi còn xuân, ngày trở lại tóc xanh đã quê xưa, tôi nghe tâm tư ngậm ngùi bao kỷ niệm. Miền đất thân yêu sao mấy lần vô biển vẫn ghi đậm trong tôi muôn thuở nặng ân tình. Lối nhỏ vào thôn tôi lẻ một mình, mười mấy năm làm thân diễn sư, nay trở về thăm lại số làng xưa. Thôn ấp ngày nào đổ nát quán sơ, nay lại vang lên thank you.
bỡ ngỡ nhìn tôi như cô nhớ. Tôi nói tên mình nước mắt mẹ rưng rưng. Trên bàn thờ phản phất khói hương, hình ảnh người chiến sĩ năm xưa với nụ cười. Giọt nước mắt mừng vui ngày tái ngộ, uống đi bò lúc không trần, giữa đất tiểu cần sâu nặng nghĩa tình xưa. Hết sức tuyệt vời, nghệ sĩ Minh Đức là một nhạc sĩ đa tài thưa quý vị.